Em chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với video tiếp theo ạ. Và đầu tiên, em xin phép lên một con đồng hồ. Đồng hồ độc lạ nha. Nha cả nhà. Fossil. Cái này là niền trong màu gỗ nè. Rất là đẹp nè. Dây khóa zin còn xài tốt nha cả nhà. Đây, hàng này rất độc lạ nha. Cơ chế 6 kim. Lịch ô gấp 4 giờ rưỡi. Khóa zin. Mẫu này em có tặng kèm cho cả nhà thêm một bộ dây da nữa nha. Đây. Rất là đẹp, rất là ngầu ạ. Con này có giá là 1.280.000 kèm dây da. Rồi tiếp tục em lên một con Fossil. Fossil của Mỹ. Chống nước 200 m. Size to hàm hố. Niềng xoay. Niềng xoay. Đáy xoay. Mẫu này đẹp nha cả nhà. Còn rất là mới ạ. Con này có giá là 1.080.000. 1.080.000. Rồi tiếp tục em lên con số 3. Tép nót của Nhật. Con tép nốt của Nhật. Mặt kính sapphire. Kính sapphire còn mới nha cả nhà. Rất là mới luôn. Lịch lọc. Đính đá góc 6 giờ và 12 giờ. Rất là sang ạ. Dây viền đá ceramic. Thép không rỉ. Mẫu này thời trang lắm nha cả nhà. Không lỗi thời. Rất là đẹp ạ. Rất là sang luôn. Lên tay rất là sang. Rất là đẹp luôn nha cả nhà nha. Con này có giá là 1.180.000 ạ. Rồi tiếp tục em lên con tép nót, hiệu tép nót luôn. Con này cũng kính sapphire, mặt kính rất là mỏng như cái nhà. Đem đo size độ dày mặt kính. Sáu chấm tám, sáu chấm chín, sáu chấm chín. Rất là đẹp nha cả nhà. Mặt màu mỡ gà nè. Rất là sang luôn. Rất là lạ luôn. Dây đờ mi. Dây thép đúc. Kính sapphire.
niền đá tung ten, lấp la lấp lánh. Khóa zin nè, mới lắm nha cả nhà, mẫu này lên tay rất là sang nè. Con này có giá là 1.480.000, đẹp lắm nha cả nhà. Rồi tiếp tục em lên thêm một con Casio pin năng lượng, size này là size 43 nha cả nhà. Size 43, chạy 3 kim. Ô lịch điện tử nè, đầy đủ chức năng nha cả nhà. Con này chỉ có giá là 700 nghìn thôi, rất là đẹp. 700 nha cả nhà. Rồi tiếp tục em lên cho cả nhà một con độc lạ nữa nè. Con này hiệu là Kogu Italy, Kogu Italy mặt tam giác, hai mươi chân kính. Còn rất mới nha cả nhà, rất là đẹp luôn ạ. Độc lạ đây. Con này có giá là 2.280.000 nha cả nhà, rất là đẹp. Tiếp tục em lên một con hiệu đồng hồ Oren, cơ chế 6 kim, bấm giờ thể thao, dây thép đúc, khóa zin. Con này có dạ quang nữa nha cả nhà, để em lên dạ quang nha cả nhà xem nha. Có dạ quang kim, con này có giá là 1.480.000 à, còn mới nha cả nhà, rất là đẹp luôn á. Rồi tiếp tục em lên một con đồng hồ độc lạ, con này quá trời độc lạ luôn, hiệu Bolip này của Ý à, đẹp keng nha cả nhà, màu mỡ gà, đồng hồ mà mỡ gà nè, lạ lắm nè. Cơ chế 5 kim, kim lạ nè, kim xăng báo cốt, chữ cốt 40 tiếng đây, chữ cốt 40 tiếng. Đồng hồ cơ automatic lộ đáy, độc lạ nha cả nhà, quá trời độc lạ luôn, mới ken luôn, rất là đẹp nha. Rồi con này có giá là 2.280.000 à, hàng độc lạ hiếm đây cả nhà ơi, em mời cả nhà nha. Và tiếp tục em lên một con full hợp này đi, con này rất là đẹp, đồng hồ thông minh,
Đồng hồ thông minh hiệu Escargot Herbert. Escargot Herbert Đan Mạch. Đồng hồ thông minh kết nối qua điện thoại. Dây da. Đẹp keng luôn nha cả nhà, full hộp luôn cả nhà ơi. Full box. Hộp còn mới nha. Đầy đủ nha. Con này có giá là 1.380.000. 1.380.000 nha cả nhà, mới keng luôn, đẹp keng luôn cả nhà ơi. Đồng hồ thông minh. Em mời cả nhà. Và tiếp tục em lên một con hiệu cũng full box luôn nè. Carnival. Mới nguyên hộp 100% luôn. Rất là đẹp nha, mua xài hoặc là làm quà tặng rất là đẹp, rất ý nghĩa nha cả nhà. Carnival điện phun đá, kính sapphire hai mặt, sapphire này hai mặt luôn nha cả nhà. Rất là đẹp mà sang quá trời sang luôn rồi cả nhà ơi. Cái màu này cực sang luôn á. Máy là máy Seiko. Thì đính đá rồi rất là đẹp luôn. Còn rất mới nha cả nhà. Tem đáy nè. Chưa bóc luôn. Bao bì cũng rất là cẩn thận. Con này mà mua làm quà tặng cũng rất là ý nghĩa nha cả nhà. Đẹp mà rẻ. Con này có giá là 3.680.000. 3.680.000. Sang mà giá rất là mềm nha cả nhà. Full box luôn đây. 3.680.000. Rồi, em mời cả nhà nha. Rồi tiếp tục em lên một con đồng hồ cũng hiệu Carnival luôn. Mặt thiên hà. Rất là đẹp nha, hàng này rất là đẹp mà lạ lắm cả nhà ơi. Wow. Đẹp lắm luôn á. Mặt này mặt thiên hà nè, lấp la lấp lánh luôn, trái đất xoay nha cả nhà. Cả nhà mình thấy không nè, đang xoay nè đó, rất là lạ nha, đẹp lung linh luôn. Kính kính này là kính sapphire hai mặt nha cả nhà. Kính mặt sau đó, nó có cái màu xanh lấp lánh nè, màu dạ xanh đó. Rất là đẹp, mới keng luôn, full hộp nha. Kính sapphire, dây thép đúc, khóa bướm, còn bao bì luôn nè, đó chưa mở gì hết. Rất là đẹp, rất là sang. Cái này mình mua về xài hay mua tặng thì cũng rất là ý nghĩa nha cả nhà. Máy Citizen, kính sapphire hai mặt. Con này có giá là 3.850.000. Quá đẹp, quá rẻ luôn. Em mời cả nhà nhé.
Và tiếp tục em lên một con Michael Kors của Mỹ, cơ chế 6 kim, cọc số La Mã, điện răng cưa, dây thép đúc, khóa zin, còn mới nguyên tem đáy luôn nha cả nhà, bao bì rất là cẩn thận, mới 100%. Tay này là size 38, thích hợp với các anh tay vừa và tay nhỏ. Con này có giá là 1 triệu 450 ạ. Em có 3 màu cho các anh lựa chọn nè, màu vàng, vàng lợt, vàng đậm và màu đồng, tha hồ lựa chọn luôn. Chỉ có 1 triệu 450 thôi nha cả nhà, hàng new hết nha cả nhà, rất là đẹp, rất là sang luôn à, lên tay rất là sang nha cả nhà nha, không mua là tiếc lắm luôn à. Rồi em mời cả nhà mình, cảm ơn cả nhà.